Thưa quý khán giả, mặc dù hiện nay bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là rất cao. Cũng từ lo ngại này, công tác tái đàn heo tại tỉnh còn diễn ra khá chậm. Đa số hộ nuôi khá e dè khi vaccine phòng và điều trị bệnh vẫn còn chưa được sử dụng phổ biến. Trong chuyên mục khuyến nông kỳ này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ thông tin đến bà con những vấn đề cần lưu ý đảm bảo công tác tái đàn an toàn và giảm thiểu thấp nhất rủi ro xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Nếu thời điểm trước năm 2019, tổng đàn heo trên địa bàn huyện Cù Lao Dung đạt khoảng 12.000 con, thì sau đợt bùng phát bệnh dịch tả heo châu Phi, con số này đã giảm đáng kể. Đến nay, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, nhiều bà con mạnh dạn đầu tư sửa chữa chuồng trại để khôi phục sản xuất. Dù vậy, việc thực hiện tái đàn tại các hộ chỉ đạt ở mức nuôi thăm dò khoảng hơn 10% so với trước đây. Đơn cử như trường hợp của chị Trịnh Thị Bé Năm ở ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, có gần 10 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi, nhưng gia đình chị vẫn là một trong số những hộ bị thiệt hại nặng nề về kinh tế khi toàn bộ đàn heo tại chuồng trại bị tiêu hủy hoàn toàn khi mắc dịch tả heo châu Phi vào đầu năm 2022. Sự cố chăn nuôi mặc dù đã giúp chị có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác quản lý dịch bệnh, nhưng việc tái đàn cũng chỉ được gia đình thực hiện ở mức cầm chừng. Nói chung ra hồi năm 2022 á, thì thiệt hại toàn bộ hết luôn, rồi mới gầy dựng lại. Nhưng nghỉ tầm 6 tháng, rồi cái gầy lại 10 con, 20 con gì đó, bắt đầu gầy từ từ, thấy ổn định, bắt đầu tiếp tục. Cũng chăm sóc thường xuyên kỹ lưỡng hơn mà lúc mình chưa có trải qua cái sự cố đó. Từ trải qua sự cố đó, mình có kinh nghiệm, mình theo dõi từng giờ ăn giấc ngủ đó, rồi từ cái vệ sinh chuồng trại. Không riêng những hộ đã từng bị ảnh hưởng, từ những ảnh hưởng của loại dịch bệnh được nhiều nhà chuyên môn nhận định là chưa từng có trong lịch sử phát triển chăn nuôi, nhận thức của nhiều hộ chăn nuôi đã có chuyển biến tích cực hơn. Bà con chủ động thực hành tốt biện pháp phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chuồng trại đảm bảo thông thoáng sạch sẽ, công tác tiêm phòng bệnh cho vật nuôi được thực hiện đầy đủ theo định kỳ. Ngoài thức ăn công nghiệp, nhiều hộ còn bổ sung một số loại thức ăn thô xanh khác nhằm cung cấp thêm chất dinh dưỡng, tăng cường khả năng đề kháng cho vật nuôi. Mình thấy vệ sinh chuồng trại. Cái thứ hai là mình tiêm vaccine đầy đủ. Và thứ ba là bổ sung thức ăn cho vật nuôi ăn đầy đủ, với bổ sung vitamin khoáng chất cho heo. Ngoài thức ăn công nghiệp ra thì ở nhà còn ấy tận dụng cái nguồn rau xanh ở trong vườn á, dạ như môn, rau muống, rồi lục bình với chuối cây, dạ hãy xay rồi trộn nấu cháo cho heo ăn, bổ sung thêm. Tính đến cuối tháng 2 năm 2023, tổng đàn heo thịt trên toàn tỉnh là 142.437 con, tăng 7,11% so với cùng kỳ. Chủ yếu do các trang trại ổn định được tổng đàn. Bên cạnh lo ngại nguy cơ dịch bệnh, một trong những nguyên nhân khiến công tác tái đàn tại các hộ nuôi nhỏ lẻ không phát triển mạnh là do nguồn cung heo giống tại tỉnh còn hạn chế, chi phí thức ăn tăng cao, trong khi giá thịt heo thương phẩm liên tục biến động. Trước những áp lực mà nghề nuôi đang phải đối mặt, ngành chuyên môn khuyến cáo hộ nuôi cần hết sức cẩn trọng trong công tác tái đàn để đạt hiệu quả sản xuất tốt nhất, đảm bảo được lợi nhuận kinh tế khi tránh được rủi ro dịch bệnh. Đối với công tác tái đàn thì trạm cũng tuyên truyền người dân là bắt heo ở xa về thì phải bắt heo rõ nguồn gốc và có tiêm phòng đầy đủ các bệnh ở cái nơi gốc đem địa phương, để và trước khi bắt thì phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Và nuôi heo thì đảm bảo là cho cái ban đầu thì mình nuôi khoảng 10% thôi so với cái tổng đàn của heo mình, để mà ổn định sau khi qua một tháng đó. Thì nếu mà ổn định rồi thì chúng ta mới bắt đầu thả tiếp. Đối với đặc biệt dịch tả heo châu Phi thì chúng ta bắt heo về thì chúng ta phải qua cái xét nghiệm để mà đảm bảo là không có cái nguồn bệnh dịch tả heo châu Phi. Chúng ta nuôi như vậy thì nó an toàn cho chúng ta và cho mọi người xung quanh. Từ công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, cơ quan chuyên môn đánh giá được chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi nhỏ lẻ
chăn nuôi trang trại hở, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y là những nguyên nhân chính làm phát sinh dịch bệnh. Do đó, để thực hiện hiệu quả công tác phòng bệnh, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con chăn nuôi nên tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp kết hợp, trong đó chú trọng tiêm đầy đủ các loại vaccine, đảm bảo đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh. Để đảm bảo cái chăn nuôi an toàn sinh học trong cái thời gian tới để hạn chế cái dịch bệnh xảy ra thì cũng có một số cái khuyến cáo như sau: thực hiện là vệ sinh tiêu độc chuồng trại sạch sẽ, định kỳ là tiêu độc là 2 lần trên tuần để đảm bảo trong điều kiện bình thường. Nếu mà có dịch bệnh xảy ra thì phun xịt 1 đến 2 ngày một lần để đảm bảo cái mật độ vi khuẩn lưu trong chuồng nuôi. Và cái thứ hai là thực hiện cái việc chăn nuôi quản lý tốt cái môi trường thì phải được che chắn mùng, là diệt được các cái côn trùng mùi mũi chuột để đảm bảo. Và cái thứ ba là khi chăn nuôi heo thì phải tiêm phòng đầy đủ các cái bệnh như truyền nhiễm như dịch tả, tụ trùng, khó thương hàn, vân vân. Và cái thứ tư là phải thực hiện tốt cái việc cùng nhập cùng sức để đảm bảo lưu thông trong cái việc sức heo không cùng ra cùng vào. Và cái thứ năm là thực hiện cái việc là quản lý tốt cái nguồn thức ăn cũng như cái tinh heo, đảm bảo tại các cái cơ sở có uy tín cũng như chất lượng, và thực hiện tốt cái khuyến cáo là 5 không, không giấu dịch và không mua bán vận chuyển heo bệnh chết, và không giết mổ tiêu thụ heo bệnh chết, và không vứt xác heo bệnh ra môi trường bên ngoài, và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi heo. Đường lây truyền bệnh dịch tả heo châu Phi chủ yếu do con người tiếp xúc, do môi trường, dụng cụ chăn nuôi hay côn trùng mang mầm bệnh từ bên ngoài vào. Vì vậy, việc kiểm soát người và động vật ra vào chuồng trại cũng là giải pháp phòng chống dịch bệnh mà hộ nuôi cần đặc biệt lưu ý. Đối với kiểm soát người và động vật để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đó, thì có một số điều kiện cụ thể như sau. Thứ nhất là phải hạn chế tối đa đối với người lạ vào khu vực trang trại chăn nuôi. Đối với là công nhân hay là cán bộ kỹ thuật, đó là phải trước khi vô trại là phải cách ly ít nhất là 72 giờ. Và đồng thời là phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, giày dép. Tiến tới đó là phải bận áo bảo hộ của trang trại. Sau đó thì là mình phải trước khi vào trại là phải là thay ủng, và đồng thời phải nhúng ủng ở hố sát trùng. Và trước khi vào cái chuồng nuôi là mình phải có cái quy tắc là đi từ cái gia súc nhỏ đến gia súc lớn, và từ cái gia súc khỏe mạnh đến gia súc bị bệnh. Trước khi vào ra khu vực trại là phải thay ủng và đồng thời vệ sinh sạch sẽ là tay chân. Ngay khi mà cái người khách tham quan rời khu vực mà chăn nuôi á, là phải tiến hành phun tiêu độc sát trùng. Và đối với cái khu vực xung quanh đó, và với cái nồng độ là tăng gấp 2 đến 3 lần so với cái quy trình chăn nuôi tại địa phương. Hỗ trợ về cái người chăn nuôi, cán bộ kỹ thuật và phương tiện vận chuyển thức ăn là phải có khu riêng đối với cái trường hợp đó là có điều kiện. Không mang được cái thịt gia súc sống vào cái trang trại, hoặc đối với cái động vật, sản phẩm động vật chưa qua chế biến vào khu vực chuồng trại đó. Cái đó là cái nguyên nhân, cái mầm bệnh để đem vào lây lan chuồng trại. Hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi tại Sóc Trăng đã được khống chế tốt, dịch chỉ xuất hiện ở phạm vi nhỏ và trong khả năng kiểm soát. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, giúp người dân an tâm thực hiện tái đàn để khôi phục nghề nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, vận chuyển nguồn heo giống nhập tỉnh nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, kinh doanh heo giống trái phép, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp chăn nuôi theo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đối với hộ nuôi, khi phát hiện heo mắc bệnh và có những biểu hiện khác thường như chết nhanh và có các triệu chứng nghi ngờ bệnh dịch tả heo châu Phi, phải báo ngay với cơ quan thú y nơi gần nhất hoặc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, và chấp hành nghiêm túc việc xử lý dịch bệnh của cơ quan thú y, không được tự ý bán chạy làm lây lan dịch bệnh. Thời lượng dành cho chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại tại đây.
Khán giả quan tâm có thể xem lại nội dung chương trình thông qua kênh Facebook hoặc YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.